Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. UAV mai cà rồng, Ukraine tập kích loạt mục tiêu của Nga trong đêm. Ukraine đăng video dùng UAV mai cà rồng thả đầu nổ vào nhiều mục tiêu Nga gần Bakhmut trong đêm, tuyên bố phá hủy một kho đạn của đối phương. Cơ quan biên phòng Ukraine đăng video lực lượng này triển khai máy bay không người lái UAV mai cà rồng tấn công lực lượng Nga gần Bakhmut, thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk và Moscow, chiếm vào tháng 5 năm 2023. Video được quay bằng camera ảnh nhiệt gắn trên chiếc mai cà rồng cho thấy nó liên tục thả đầu nổ xuống loạt mục tiêu của đối phương, bao gồm các phương tiện chiến đấu, điểm tập kết và kho đạn, tạo ra các vụ nổ lớn. Đoạn cuối video là cảnh một số vụ cháy lớn trong rừng, dường như là hiện trường các vụ tập kích. Với sự hỗ trợ của mai cà rồng vào ban đêm, chúng tôi đã phá hủy một kho đạn, một xe Uran, một chiếc UAZ và gây hư hại cho các cứ điểm, nơi trú ẩn của đối phương. Cơ quan biên phòng Ukraine cho hay thêm rằng chiến dịch được thực hiện bởi đơn vị UAV Phượng Hoàng của lực lượng này. UAV mai cà rồng do Ukraine tự sản xuất có tốc độ bay hơn 80 km/h, tải trọng tối đa 15 kg và tầm hoạt động 10 km. Nó được trang bị camera ảnh nhiệt nên có thể phát hiện và tập kích mục tiêu vào ban đêm. Ngoài nhiệm vụ tấn công, mẫu UAV này còn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho binh sĩ ở tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Ukraine cuối năm ngoái cho biết lực lượng Nga đã đặt UAV mai cà rồng biệt danh là Baba Yaga, tên của một phù thủy chuyên bắt cóc và ăn thịt trẻ em trong các chuyện dân gian do quá sợ hãi trước loại khí tài này. Dù vậy, binh sĩ Nga gần đây dường như đã tìm được cách chống lại mai cà rồng. Một thành viên thuộc lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine cho biết, cứ 2 ngày đơn vị của anh lại mất một chiếc UAV loại này và đối phương thường đối phó với mai cà rồng bằng cách gây nhiễu, điều drone nhỏ hơn lao vào nó hoặc thả dây xích và cánh quạt. Nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine cùng ngày 19 tháng 5 cho biết, lực lượng này đã triển khai UAV tập kích trúng nhà máy lọc dầu Slovyan Onkuban và loạt phi cơ tại sân bay quân sự Kuchikovsky ở tỉnh Krasnodar của Nga. Slovyan là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở miền nam nước Nga. Còn căn cứ Kuchikovsky là nơi đồn trú của hàng chục chiến đấu cơ, bao gồm dòng Su-25, Su-27, Su-34 và MiG-29, theo truyền thông Ukraine. Giới chức nhà máy Slovyan xác nhận cơ sở này đã phải tạm ngừng hoạt động do bị tấn công. Một số tài khoản tại mạng xã hội của Nga cho biết đã xảy ra một số vụ nổ và hỏa hoạn tại sân bay Kuchikovsky. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa đưa ra bình luận, trong khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hạ 57 UAV của đối phương vào đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 5, song không đề cập thiệt hại ở sân bay Kuchikovsky hay nhà máy Slovyan. Ukraine tuyên bố phá hủy tàu quét mìn Korovets của Nga. Trên trang Telegram, Hải quân Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã phá hủy tàu quét mìn hải quân Korovets thuộc dự án 266M của hạm đội Biển Đen của Nga. Lực lượng hải quân Ukraine đã phá hủy tàu quét mìn hải quân Korovets của hạm đội Biển Đen. Hoạt động này đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng, hải quân Ukraine thông báo trên kênh Telegram. Hiện chưa có thông tin về địa điểm xảy ra vụ tấn công hoặc loại vũ khí nào được Ukraine sử dụng để nhắm vào tàu quét mìn Korovets của Nga. Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng đây là một thành công đáng chú ý của Ukraine trong việc tấn công hạm đội Biển Đen của Nga. Korovets, tàu quét mìn lớp Natia thuộc dự án 266M, được sử dụng các hoạt động giả phá bom mìn, trinh sát, kiểm soát và đặt mìn ở xa căn cứ. Tàu Korovets cũng được triển khai trên vùng biển Syria. Các tàu quét mìn thời Liên Xô được chế tạo vào những năm 1970 và 1980, có thủy thủ đoàn gồm 68 người. Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú ở bán đảo Crimea đã chịu tổn thất nặng nề sau các cuộc trận tập kích ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Hải quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy 1/3 hạm đội Biển Đen. Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Tây Bắc Biển Đen đã buộc Nga phải di chuyển nhiều tài sản hải quân ra xa Ukraine hơn, bao gồm việc chuyển một số tàu chiến tới căn cứ Novorossiysk. Hầu hết các tàu chiến và tàu ngầm chính còn lại của hạm đội Biển Đen dường như đã tập trung ở cảng Novorossiysk, trong đó có 3 tàu ngầm lớp Kilo và một tàu khu trục lớp Đô đốc Grigorovich, có thể là tàu Makarov, con tàu đảm nhiệm vai trò soái hạm của hạm đội sau khi tàu Moskva bị chìm vào tháng 4 năm 2022. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 4 cho thấy Nga đang tăng cường phòng thủ cho căn cứ hải quân của hạm đội Biển Đen ở Novorossiysk. Tuy nhiên, vào tuần trước, Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công khu vực Novorossiysk. Khi Ukraine duy trì áp lực lên Nga ở Crimea và khu vực Biển Đen, quân đội của Kiev cũng phải nỗ lực chiến đấu để đẩy lùi bước tiến của Moscow dọc theo mặt trận phía đông, đặc biệt là gần Kharkov. Các lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn biên giới Volchansk thuộc vùng Kharkov trong nỗ lực nhằm đạt được bước tiến trên mặt trận mới. Trong khi đó, quân đội Ukraine vẫn đang chờ đợi gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ được chuyển giao tới khu vực tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này giải quyết được vấn đề đạn pháo sau mùa đông thiếu thốn nghiêm trọng, khiến Nga đạt được bước tiến trên chiến trường. Lần đầu tiên trong cuộc xung đột, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng họ không có đạn pháo, Tổng thống Zelensky ngày 16 tháng 5 cho biết. Nga truy nã quan chức cấp cao thân cận Tổng thống Ukraine.
Bộ Nội vụ Nga tuyên bố truy nã Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Roman Mashovets. Roman Vasilievich Mashovets bị truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự Nga. Cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết hôm 19 tháng 5, song không nêu rõ điều khoản truy nã. Vào tháng 7 năm 2023, Văn phòng báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đưa tin ông Mashovets là điều phối viên của Tổng cục Tình báo GUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo hãng tin TASS của Nga, ông Mashovets bị cáo buộc điều phối một mạng lưới đặc vụ liên quan tới ám sát các quan chức Crimea bán đảo sát nhập vào Nga năm 2014. Ông Mashovets giữ chức Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ năm 2020. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Nga đã đưa nhiều quan chức và cựu quan chức Ukraine vào diện truy nã. Đầu tháng này, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexander Livinenko cũng bị Nga đưa vào danh sách truy nã, không rõ lý do. Vào tháng 4, ông Livinenko tuyên bố cần phải tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga để gây áp lực lên Moscow. Ông mô tả chiến thuật này là một yếu tố then chốt trong chiến lược của Kiev. Báo RIA Novosti hôm ngày 4 tháng 5 đưa tin, tên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có trong danh sách bị Nga truy nã theo điều khoản của Bộ Luật Hình sự, nhưng Moscow không nêu thông tin chi tiết. Thông tin về ông Zelensky được đăng tải trên trang web bao gồm ngày sinh, ảnh chụp trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, cùng một số thông tin khác. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng bị đưa vào danh sách truy nã của Nga. Nga được cho là đã đăng tải lệnh truy nã này từ đầu năm nay, nhưng chỉ đến tháng 4, truyền thông Nga mới phát hiện. Tuy nhiên, trang tin Media Zhona ngày 9 tháng 5 cho hay các lệnh truy nã Tổng thống và cựu Tổng thống Ukraine đã không còn dữ liệu ở trang chủ của Bộ Nội vụ Nga. Tìm từ khóa Zelensky trên trang web này không còn cho kết quả nào. Sau khi sự việc được phát hiện, hôm ngày 6 tháng 5, Bộ Nội vụ Nga nói rằng việc đưa Tổng thống và cựu Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã là một thủ tục mang tính kỹ thuật và việc đưa ai hay loại ai khỏi danh sách là do Ủy ban Điều tra Nga và các đơn vị của cơ quan này quyết định. Nga cũng đưa Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov vào danh sách truy nã. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng các lệnh truy nã này cho thấy sự bế tắc của Nga. Kiev cũng nhắc lại việc Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã có chat bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên phụ trách vấn đề quyền trẻ em của Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không phải là một bên tham gia quy chế Rome và thành lập ICC, nên Moscow không công nhận lệnh bắt giữ của ICC. Ủy ban điều tra Nga thông báo sẽ mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào các thẩm phán và công tố viên của ICC. Cơ quan có thể buộc tội các cá nhân về tội ác chiến tranh, chống lại loài người và diệt chủng.